Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 22 mỏ đất làm vật liệu san lấp thông thường với tổng diện tích gần 330 ha. Các mỏ nằm ở 8 trên 9 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh, trừ thành phố Thái Nguyên. Theo đó, một số địa phương được quy hoạch nhiều mỏ với diện tích lớn gồm Phú Bình, Đại Từ, thành phố Phổ Yên qua đấu giá tỉnh sẽ lựa chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực đảm bảo thực hiện dự án khai thác khoáng sản bảo vệ môi trường thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan và cấp phép khai thác cho đơn vị chúng đấu giá việc đấu giá cấp phép khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp sẽ góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu san lấp ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh hiện nay